không à? Đi từ từ thôi, đợi lưu giới. Đường xá đây gặp gành trong gai, khó đi quá ngủ không ơi. Từ từ thôi. Lưu có 4 chân, ta đây chỉ có 2 chân, mà lưu cũng không đi lại ta nữa là sao chứ? Thì đúng rồi, không chỉ có 2 chân nên mỗi lần nhảy qua chỉ có 1 nhịp, lưu tới 4 chân cho nên mỗi lần nhảy qua tới 2 nhịp lần mệt muốn chết luôn vậy ha. Lưu đừng kêu ca nữa, muốn thỉnh được Linh Chi ở Linh Chi Nông Lâm vậy đâu phải là chuyện dễ dàng một sớm một chiều được đâu. Thỉnh Linh Chi Nông Lâm về để làm gì hả ngủ không? Sư phụ của ta bị tên Bạch Cúc Tinh hút hết nguyên khí, dẫn tới bị bệnh ung thư, sức khỏe héo mòn. Bản thân ta là đệ tử thì phải lo cho ông ấy tới nơi tới chốn chứ. Nhưng tại sao không dẫn Trư Bất Giới hoặc Sa Tăng theo mà lại dẫn Lưu đi theo làm gì? Sa Tăng thì phải ở lại chăm sóc cho sư phụ, còn tên Trư Bất Giới thì ngươi khỏi bàn đi. Hắn ta là đứa vô địch lười biếng, không làm nên cơm cháo gì với ta được đâu. Ủa vậy chứ Lưu siêng năng lắm hả ngộ không? Nhiều gì thì nhà ngươi cũng là đệ tử của Dương Tiễn, mà tên Dương Tiễn là bạn chí cốt của ta. Lúc nào hắn cũng theo dõi ta và nhà ngươi. Lỡ ta đánh không lại tên yêu quái nào, hắn sẽ xuất hiện giúp ta. Ủa mà Ngộ Không ơi, tại sao thầy của Ngộ Không là Đường Tăng đã đuổi Ngộ Không đi sau vụ Bạch Cúc Tinh rồi, mà tại sao Ngộ Không lại giúp ông ấy nữa làm gì? Một ngày cũng là thầy, mà một ngày rưỡi cũng là thầy. Dù là ông ấy sai, trách làm ta đuổi ta đi chăng nữa, thì ta vẫn xem ông ấy là đại ca của ta. Trời ơi, Ngộ Không sống có tình có nghĩa quá, Ngộ Không. Có câu không thầy đố mày làm nên. Nếu mày sống không có tình có nghĩa, hắn niệm chú ta chết thì sao? Ấy da! Dạ dạ, dưỡng lưu rồi Ngộ Không. Chơi gì kì vậy? Qua lẹ đi luôn, ngươi làm gì vậy? Trời ơi, lưu đâu biết kinh công đâu mà nhảy qua được hả Ngộ Không? Đừng có kéo nữa Ngộ Không ơi. Phải nhảy qua cho bằng được luôn à. Nhanh lên, nhanh lên. Từ từ thôi Ngộ Không ơi, Lưu không biết bơi đâu. Trời ơi, sao ta hận thầy của tên Ngộ Không đi quá đi. Không thầy đố mày làm nên cái con khỉ, làm thầy mày không lên đố thì có. Người giả mày nói với ta như vậy hả Ngộ Không? Đụng tới thầy của ta là đụng tới nguyên bầy khỉ, mày có biết không Lưu? Trời ơi Ngộ Không ơi, trọng càng rồi Ngộ Không ơi, không biết bơi đâu mà. Không có khinh công làm sao nhảy qua được ăn Ngộ Không? Dù ngươi có té xong ta cũng không quan tâm đâu Lưu à. Điều mà ta quan tâm nhất bây giờ chỉ là Linh Chi Nông Lâm thôi. Qua đi. Ngộ Không, người ác vừa thôi. Bộ Linh Chi Nông Lâm nó hay lắm hay sao mà ngươi phải coi thường mạng sống của ta vậy hả Ngộ Không? Hey, ai da. Nhà ngươi không có biết gì hết. Thầy trò chúng ta đi thỉnh Linh Chi, hành lý chỉ có một bịch muối với 2 ký gạo, làm gì có tiền mà mua nổi cái nắm Linh Chi. Trời ơi, bộ nghèo dữ vậy luôn hả Ngộ Không? Nghèo lắm Lưu ơi, nhưng được cái bên Linh Chi Rung Lâm họ hỗ trợ cho những bệnh nhân bị ung thư sử dụng 1 năm Linh Chi miễn phí lận. Đi lẹ lẹ Lưu ơi, coi chừng hết á. Cái gì miễn phí là thích rồi Ngộ Không ơi. Như vậy là cuộc phiêu lưu của Lưu và Ngộ Không đã bắt đầu. Liệu hai em nó có lấy được nắm Linh Chi về để cứu Đường Tăng? Mời các bạn đón theo dõi Lưu Không Du Ký tập 2. From the